mình gọi là mớm cho đến thế thôi, mà PPD thì không biết thì thôi đấy. Không, em nghĩ là PPD vẫn là một trăm người captain có trình độ, có kiến thức. Nhưng mà Nico Baby lép rách thì sao nhỉ? Chơi được. Chơi được, thấy rồi đúng không? Cũng đã thấy rồi. Nico Baby có cầm 1-2 lần rồi. Anh em thì đều biết là với Polo Player thì chơi con nào cũng được, chẳng có là họ... hay hay không thôi, đúng. Miễn hay không thôi. Nó không quá thuận tay hay không thôi. Giờ thì có lẽ theo logic PWM sẽ ban cho mình có lẽ xác. Hôm nay thì thật sự phá muộn, không còn okay, mít à. DK thì lát rách mà chơi thôi. Đúng. Hôm nay thì tầm này còn hơi ít anh em, mà cố gắng anh em gọi là anh em nào chưa like, like cái cho lên 3 like em nào. 2.9 thì nhìn nó khó chịu quá. Bạn ấy buổi chiều quên xin, tính hôm qua là xin phát là hơn 400 like ngay. Hôm nay thì đấy, nó cũng chưa được 300. Cố gắng đẩy lên gọi là 3 like là đẹp anh em ạ. Đấy, cũng có thêm vài like rồi, ok. Thêm 3 like rồi, thêm 3 like rồi. Ra thì mình nghĩ là những anh em ở lại muộn này thì không, chắc cũng là em rồi. Nghĩ tầm này là đỡ lắm rồi. Thực sự là tầm này là đang kiểu là nửa ngủ nửa mê. Xong rồi thấy ông này nói là kiểu lai lùng phát lại giật mình bật dậy. Ngày xưa nhá, cái thời mà em hay đi xem các kênh cắt giải ấy, là cái cứ tầm đêm là em bắt đầu kiểu em biết làm gì không? Bét thủ cố gắng mở mắt ra, ướt thắng chứ nhở, thắng rồi thì là đi ngủ thôi. Rắc con nát anh em ạ, không phải là lét rắc như mình suy nghĩ, còn rắc con nát anh ta sẽ có tốc độ đánh đến từ Beastmaster. Còn trận đấu này thì rắc con nát phải có bố set 2 này, bố set 2 Manta gãy xanh được không, gãy xanh trận này không hay đúng không? Với con BL gặp BL thì cái gọi là tiền kỹ alpha đấy thì không ăn thua lắm. Không, em vẫn nghĩ là Zagnoth nếu mà anh ta lên theo cái đường đó là Butter Fury rồi là búa xét búa sủng thì một trong hai thôi, tức là hoặc là Fury hoặc là búa xét hai. Đúng, cả hai thì cả nghe chừng là vào combat là hơi yếu một tí. Có thể là trận này hợp Fury trông có vẻ cũng em thích búa xét hơn. Búa xét thì thật sự nếu mà lết hẳn thì cái búa xét không bằng cái Fury để mà clear bóng của BL. Đúng. Nhưng mà ở giai đoạn đầu cái việc búa xét nó rẻ hơn làm cho tốc độ farm của con BL, con chính xác là con rác nó tăng lên. Ít người xem vậy, hai ông có buồn chút nào không? Bình thường mà anh em, có gì đâu. Bình thường anh em không buồn lắm. Cũng hơi, nhưng mà thật ra thì nếu mà bảo là cái độ buồn nó tính từ cái thang từ 1 đến 10, 1 là buồn ít mà 10 là buồn nhiều thì mình nghĩ mình đang ở khoảng độ 0.5. Bình thường mà có gì đâu. Bình thường anh em ạ, đang đêm rồi thì ít người là chuyện bình thường thôi. Mình cũng hiểu được là bên mình thì là chưa có quá nhiều anh em theo dõi nên là bình thường. Nếu mà kênh mình to mà ít người xem thì mình mới buồn. Chứ kênh mình bé mà ít người xem thì làm sao mà phải buồn. Mình biết là bọn mình đang ở đâu, đúng không? Và mình biết là bọn mình vẫn đang gọi là trong giai đoạn là cố gắng làm việc thôi. Đúng. Thế nên là không có anh em xem thì tôi mới buồn. Có người xem là vui rồi. Kênh thì bé anh em ạ. Đấy. Không có người xem thì làm sao mà phải buồn. Giống như kiểu là anh có nhớ cái câu nào mà của cái gì nhỉ? Không có thực lực. Cái câu đấy là của một ông ở bên Liên Minh Huyền Thoại. Ông gì nhỉ? À, đấy là QTV. Quách Thành Vũ. Mình có thực lực, mình thua, mình mới buồn. Còn mình không có thực lực, mình thua thì mình buồn cái gì? Đúng, đấy. Nên là anh em thấy bọn mình cát thường rất là vui vẻ, không có vấn đề gì cả. Thôi bây giờ chúng ta sẽ vào với game đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Game đấu số 3 giữa Alliance và NIP. Để xem nào. Bên phía của Lim, anh đã có cho mình đó là một con Kunka, một lối lên đồ khá là cơ bản thôi. Hai trận đấu thì Tanner anh ta đều thể hiện cực kỳ tốt cái việc limit của mình. Tuy là game đấu 2 thua đấy, nhưng mà con Monkey King của Tanner vẫn phải được ghi nhận. Game đấu thứ 3 này thì sao? Mong rằng là game đấu số 3 này thì bên kia còn Deep họ có thể là thực hiện được ý đồ của... Thôi, để ơ làm đi. Bởi nít mà thực hiện ý đồ thì sẽ là... Bây giờ em ạ, nó phải là một game 50 phút. Để ơ làm thực hiện được ý đồ của họ đi. Nhưng họ mà... sẽ mút rất là nhanh. Nhưng mà em lại đang thích PL hơn. Thế thì tôi xong rồi. 5 giờ đi ngủ vậy, không vấn đề gì. Ở đây PPD anh ta cố gắng đỡ cái Aro rồi. Và các thành viên bên phía team Erland họ buộc phải lùi về. Hansken đang bị block, nhưng mà cái con Rubik này trong tay của Milan thì lại block trượt rồi. Sẽ là lùi về thôi. Anh có thấy cái điều gì đang hay ho? Một con Centaur level 1 9 chặt vào cái Retaliate. Gần như là
khi mà anh ta bật lên Jacksonat sẽ là mất một quay rồi đi. Anh ta đúng ngay, anh ta đi sai sạch luôn. Tất nhiên thì Retaliation đã bị fake rồi. Bây giờ cái lượng sát thương nó không còn nhiều như ngày xưa nữa, nhưng mà vẫn là nhiều anh em ạ. Mình khá chắc chắn là Blizzy sẽ cố gắng tận dụng cái skill này. Có thể là anh ta sẽ tích lại đi để sau đó khi mà nhiều chạp thì anh ta sẽ cố gắng giết người. Không dùng sớm, tùy vào cái cách xử lý của anh ta. Nhưng cá nhân mình thì mình là cứ nên bật lên để mà có cho mình lợi thế ở giai đoạn đầu đã. Top này thì sao? Beastmaster với cả Mianna sẽ là nhỉnh hơn thôi. DVD, cái việc mà anh ta mắc đệm phải cẩn thận, đệm rất là khéo, nếu không dính Ado thì là thôi. Đi luôn cái con dấu ép đó, ta rắc mất rất nhiều máu, anh ta phải ăn cho mình tango rồi. F4, game đầu thứ hai một con Axe thì đánh giá là tròn vai. PL, TV hẳn về và để cho một con Chen gọi lại, hợp lý đấy. Khi mà anh ta nhận thấy cái lượng máu mất nhiều quá rồi, có Ado kìa. Hình như cái Ado nó không trúng vào ai cả. Thì bot lên, đó là một cái đô lên đến từ bên phía Blizzy cũng như là Milan. Em thì thường luôn luôn thích một con tướng sắp tay dài đi cùng chung với mình ở off lane. Thì là tay dài như kiểu là Viettel, như kiểu hữu ích, rất là dễ kiểu harass, thỉnh thoảng đánh một người đối phương phát, sau đó không bị làm sao cả. Nên là thực sự là đây là một cái đô lên khá là ổn. Với những người chơi off lane thì ối thì em biết rồi đấy. Nếu mà đi cùng cả một ông sắp hấp muốn mà biết harass, biết bull các thứ thì cảm giác đi rất là thoải mái đúng không? Đúng. Cảm giác game đầu nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Thường thì off lane phải được đi chung với một người biết chơi nhỉ? Kiểu là cũng phải trên mạng xong tình thoảng ra mấy ông đa rồi. Thật sự nếu mà phải trên mạng thật sự bot 4 làm cho off lane cũng có những cảm giác như là bạn đang phải share XP cho một người vô dụng. Đúng. Anh ta chỉ làm cho chúng ta thọt level thôi, chứ chẳng giúp được cái gì cả. Blizzy đang cố gắng kéo clip ngược trở lại. Sive định ăn con gà đấy, nhưng mà Blizzy chính xác được Milan rất là tinh tế rồi. Chủ cố gắng gọi là phá Blizzy một chút thôi. Nào khu vực top lên thì sao? Hiện tại thì Haskan một con Miranda, anh ta đã có cho mình một điểm nhảy, chắc là một điểm bắn tên đấy nhỉ. Em nghĩ là làm gì cũng Miranda ở level 2 tăng Starfall mà làm gì. Đúng rồi, có lẽ đi mid thì tăng, đi mid thì người ta sẽ là tăng vẫn không tăng nhảy. Level 2 có thể tăng Starfall cả Arrow. Bây giờ thì được 3 like nữa, cảm ơn anh em rất là nhiều. 3 like là vui rồi. Một người xem vác người like, chắc chắn là hack. Tỷ số vẫn chỉ là không đều thôi. Một game đấu khá là nhàn hạ đến từ cả hai team. Cũng farm rồi anh em ạ, cũng farm từ từ. Hiện tại thì Alliance chúng ta có thể thấy là họ đang nhỉnh hơn ở trên bảng Latic Deny với 20 clip cả ở trong Kunka cũng như là Juggernaut. S4 thì hiện tại mới chỉ có 15. Nhìn chung là cũng ok, họ vẫn đang làm rất là tốt. DK thì dần ra anh ta sẽ có lợi thế trước con Kunka thôi. Bây giờ level 5, 3 điểm ở cái giáp rồng thì Lim anh ta đúng là chẳng thể làm gì con DK này. Trên top thì PL là một chất tướng hơi yếu ở giai đoạn đi lane, thế nên cái việc mà anh ta thua thiệt hơn thì cũng là dễ hiểu. Bởi vì đồng đội anh ta thì cũng chỉ là một con Chen thôi, mà một con Chen hạ đáp đối phương không quá hay. Bảo cái lane thì cũng tạm được, khi mà có thể PL hết máu anh ta TP về Chen côn lại thôi. Bot này chắc chắn là sẽ tàu và đúng nhỉnh luôn. Wow. Không kịp sờ tăng rồi. Sờ tăng thì Sive sẽ chết. Khi mà xe tàu đã bật cả cái skill nhà Nam đến bản Nam anh ta lên. Rồi con SD animation cái úp lại vẫn nhanh hơn so với cả một cái sau úp. Xe tàu thì mất một khoảng tầm, em nghĩ là khoảng tầm 0.4 giây. Nếu mà tính về một hero giống giống xe tàu lên Slada thì sẽ kịp, nhanh hơn rất là nhiều. À, nhanh hơn một chút. Đây Lim thì vâng, anh ta SD vừa nằm xuống rồi. Tự sát rồi. À, anh tự sát trong tay của những con neutral. Ở mid thì con Vulka nó chơi hơi xấu anh em ạ, nó ăn được cho mình cái rune again. Đây là DK trong tay Thunder, anh ta đang mất rất nhiều máu. Hiện tại thì Beastmaster đã có cho mình đó là một cái sâu đinh cũng như là một đôi giày. Bây giờ là cả hai team chuẩn bị hướng về những cái rune bounty. Peter bên em đánh rất cục xúc, điều khiển con đệ lên để đuổi cho vị trí của Miranda phải lùi lại. Và bây giờ Nip sẽ có cho mình đó là một rune và hai rune chắc. Milan có một, Nascan có một. Vậy là tổng cộng hiện tại thì bên phía của team Alliance họ đã có cho mình đó là một rune thôi. S4 đang bị đuổi vào nhưng mà thiếu sát thương. Một cái rune bị deny thì phải. Hình như là như vậy. Một cái bị deny.
xịt có 2, Golden có 1. Một cái thì biến mất anh em ạ. Dưới cái boss này trận đấu tuy là không có kill đấy, nhưng mà hai bên trao đổi chiêu thức rất là nhiều, nên xem nó cũng đỡ buồn chán. Vâng, bây giờ thì có một pha kéo creep vào trong cái bãi cam đôi này ở vùng bot lane. Thì Tom thì hàng scan là người ở lại để có thể lấy cái lượng XP. Đấu này thì anh nghĩ là ai sẽ là người phải đẩy sớm hơn? Chắc chắn là Erlen rồi. Đúng. Zaconat thì làm sao mà có thể chơi hẳn với lên game VL được. Đây, tôi là con lúc được, tôi tin là như vậy. Lượng nào sẽ là đủ đến từ cái độc. Suýt nữa là thiếu bởi vì Rubik có cho mình cái đi rain drop. Đúng, cái rain drop nó đỡ đi cái lúc đi lương của FA. Em thấy giật mình tại vì nó nổ một cái con số 120. Đấy. Thế là em cũng nghĩ là nhỡ đâu lại không chết. Mạnh quá không chết. Aura 4 giờ sáng. Aura thì cũng phải có thời gian hiệu lực trong ngày chứ. Trong ngày thì cũng phải có một lúc nó tắt đi mà suốt thì làm sao mà chịu được hết nhiên liệu anh em ạ. Trận này có vẻ như Aura là không còn nữa rồi này. Các đoán chỉ chuẩn đây. Đợt này anh em mình sức khỏe cũng yếu rồi. Nào. Tuy nhiên anh lại thấy trận này lại thấy khỏe khỏe em ạ. Chết rồi. Anh định tí nó bắn rêu đê đúng không? Tất nhiên rồi. Hai anh em mình bắn đi, thiếu một. Anh em chơi cái chế độ kia cũng được. Không. Cây súng. Cây súng. Còn là cây súng còn gì là hai anh em mình phối hợp với nhau đi gọi là giết chúng nó. Vâng, bây giờ thì Sibe bị giữ chân lại. Nhưng mà lượng sát thương tay đến từ Blizzing là chưa thể đủ. Anh trả lại đường dài rồi. SD. Thật sự là Sibe. Nếu mà anh em có để ý cái giải đấu gần đây nhất mà Omnisip họ tham dự, đấy là giải đấu The Summit trước ở Mỹ đấy. Thì cái team Omnisip này họ đánh hay đấy, họ vào tận chung kết luôn. Omnisip sau một khoảng thời gian mà được đều huấn luyện thì cái team này mình thấy lên trình rất là nhiều. Cảm giác như sắp năm của họ trận đấu này sẽ ra đi rất là hay. Sibe sẽ nhớ cái tên này. Wow, một cường xoài dành cho vị trí F4. Anh ta trồng ở đâu đây? Em trồng thấy đa số các team pro đều trồng ở nhà. Mắc lợi nhuận. Nhưng mà biết đâu đấy, F4 lại tham lam. F4 lại giống như kiểu là anh à, HTZ trồng ra xong phi diêu mất luôn. Giống kiểu HTZ đang bay lửa bắt rider trồng cây xoài ra. Cây xoài rửng họ 1 giây mất luôn. Chỉ kịp để lại 3 quả xoài. Vâng. Và đi coi vì anh ta bị nhấc lên rồi. Lượng sát thương đến từ bên phía clip vẫn có thiếu một chút. Và Nico thì lại còn có cho mình đó là một cái stick đưa. Anh ta vẫn về được trong tình huống vừa rồi. 8 phút và chúng ta chỉ có 1 kill. Úp, lại là một cây xoài nữa. Cả hai bên đều có cây xoài, ok. Chắc chắn cái tình huống mà một bên có hai cái món đồ giống nhau thì anh thấy rồi phải cướp được ấy, mà chưa thấy bên nào cướp được cây xoài bên kia xong có hai cây xoài nhỉ. Đi quay trở lại đấu như là Piana đang ghen anh ta vừa sang mình trượt. Ở đây thì có rất đông các thành viên bên phía team Leap, họ muốn ăn cái chủ này rồi. Wow, team Leap ra đủ 5-5 ở khu vực bot lên. Một người đầu tiên nằm xuống đó là cái chiếc Sibe rồi. Stampede lên với đội hình NIP. Họ vẫn chưa bớt thêm ai cả. Đó là cú ôm sang để giúp cho bên phía của Lee có một mạng Blizzy. Vì giờ mình em cũng phải nằm xuống rồi. PVD anh ta làm sao, anh ta đã về được cái Stampede rồi. Nhưng không hiểu sao anh ta lại quay lại và chết rồi. Trong khi đó BL của Da Dắc vẫn kịp đá cho mình, đó là con gà của Nico Baby. Và bây giờ anh ta đang tìm cái hướng để có thể di chuyển về thôi. Trốn trong này, chờ đợi 5 giây nữa có TB về thì sẽ là ai hơn. Hay ta đang muốn đứng ở dưới bot luôn. Jack còn nát đi rồi, thế thì BL sẽ đứng dưới bot để farm cũng như để len. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ thì khi mà anh ta xông mặt ra thì bên kia biết không có thông tin vì là sẽ chết rồi. Cho tích không đủ anh ta trên. Vâng, và Sibe đã chắc cẩn thận nhường lại cái mạng này dành cho Nikoji rồi. Dưới bot này thì Mirana cũng lên bảng. 204 của cả hai team đều phải nằm xuống khi mà cố gắng clear đi clip. Tốc độ bot này không phải quá nhanh dành cho bên phía Nip khi mà cái con DK nó hết form rồi. 4-2 Lion phút thứ 10. Để xem nào, những cái bot thì chia đều cho cả hai team. Và là lượng XP thì vẫn đang khá cân bằng đấy. Chỉ là khoảng
thì rưỡi. Mình thì dành cho Lion. Những cái món đồ tire mà một bên có hai cái thì tôi thấy, tôi nhớ là cái cung ở cái đồ món đồ tire 2 cung mà cộng 100 attack range và thêm một chút damage ấy, thì mình thấy một trận là Viper có hai cái đấy bắn siêu sao luôn. Nhưng mà đấy là cái thời mà chúng ta đeo được nhiều đồ neutral, đeo được nhiều đồ, chứ còn bây giờ thì chỉ đeo được một đồ anh em ạ, phải lựa chọn thôi, không thể, nó cũng là hợp lý ấy, bởi vì khi mà chúng ta chỉ đeo một đồ thì cái những cái món đồ này nó không ảnh hưởng quá nhiều đến trận đấu nữa. Đeo được nhiều đồ gần như xong bot chắc được rồi. Đưa đây, tao là carry, có món đồ gì ngon đưa hết cho tao đấy. Vâng, một Milan đang xoay tiếp một đồ, đó là vũ lô thẳng một người của anh chàng xe tàu. Giờ thì sao? Allen đã sủi về thành công rồi. Em thì em khá là thích cái Blade Fury, một cái skill có thể giúp cho Rubik đẩy lên chỉ bằng một lần skill thôi. Bình thường nếu anh em dùng cái phép môn thì anh em phải giật hai phát nếu đủ chết của cái đạn clip, nhưng mà với một cái Blade Fury thì chỉ cần đúng một phát thôi anh em ạ. Rubik là một hero gần như là clear clip rất nhanh, anh ta chỉ cần cướp một cái skill AV nào đó của đối phương kết hợp với cả cái giật set của mình là thôi, đúng, đẩy lên cực kỳ nhanh. Để mà bảo là những cái trưởng ngót mà ở level 1 thì đúng là cái sai kiếm này khỏe này. Đúng. Cái tự sát của bom cũng là được. Tuy là nó hơi cục xúc quá nhưng mà nó cũng là rất là khỏe. Ô, nhưng mà em chưa giờ nhìn thấy Rubik mà cướp được tự sát của bom đâu. Thế là em không biết là lúc mà cát thì trông nó sẽ như thế nào á. Ờ nhỉ. Anh cũng chưa giờ nhìn thấy đúng không? Nhưng cái tự sát bom bây giờ thì có một cái là đang nhảy của đối phương mà, tức là đang nhảy và Rubik nhấc lên là em cũng mất luôn. Hoặc đang nhảy vào mà bị ngày xưa đót là mất luôn. Ngày xưa thì không ta sổ đường, tức là làm cái gì cũng không ca sổ nổi, chỉ không cả. Em biết là gì không? Lồng của con. Bây giờ là ca sổ được. Đúng không? Tức là nếu mà bạn đang nhảy vào một con Tiny mà con Tiny tót phát là bạn mất luôn cái nhảy của mình. Nhưng mà con bom thì nó lại có một cái mình không nghĩ là yếu điểm, nhưng mà nó có một cái không hay. Đó là thường trong combe thì ít khi mà bọn mình được xem lắm. Nên là anh em cũng mong anh em thông cảm. Kiến thức về bom cũng quá nhiều. Bom thật ra cái mùa ti mà nó khủng khiếp nhất mà nó thậm chí phải phớt ban là mùa ti em, nếu mà em các em nhớ thì anh nam EG vô địch đúng không? EG vô địch AOE 2000 cầm bom mà đến nỗi bên phía team BC là team Cedec ấy, họ phải phớt ban con bom đó, hiểu không? Giờ đấy thì công nhận bom bá quá. Bom một thì đặt được sở tách chồng nhau đúng, gần như là nổ một quả là nổ tất cả, ai chỉ cần chặn nhẹ vào thôi là chết. Bom multi thì cũng chồng được lên nhau. Và bây giờ thì Mirana vừa phải nằm xuống trong tay của Milan. Một ca network chênh lệch dành cho Lion. XP thì họ đang dẫn. Mình nhớ xem nào, sau qua 9 kỳ TI thì mình còn nhớ 2 kỳ TI có bom. Kỳ TI chung kết có bom ấy. Trận đấy thì EG có được đánh không nhỉ? Có được đánh một trận bom nào không? TNM á? TNM có được đánh chung kết, có đánh một trận. Thế thì TI của Wing vô địch thì cũng đánh một trận. Nhưng mà trận đấy thua. Wing thì lại thua. Trận đấy là thua. Đánh Wing thì em rất là nhớ. Tại vì cái game đấu đầu tiên họ thì trông rất là buồn cười. Butcher, Tiki, Naga có đánh nhau rồi. Nào, NIP họ chủ động stick với nhau để bảo vệ cái trụ một này. Bây giờ người hút được trụ mình nghĩ là Nip thôi. Khi mà sở hữu một con rồng thêm cả khó. Cái đàn đệ đến từ BBD nữa thì đồng bút nó sẽ rất cao đâu. Ok, trên 2k3 network cũng đủ đánh tài. Nhưng mà nếu mà để nói về 9 kỳ TI này, thì trận chung kết thôi nhá, thì TI 1 anh ấn tượng nhất với con hero nào? TI 1 thì chắc TI 1 thì là Navi và Ehome. Doom chắc là Doom giải đấy thì Serada chứ. Giải đấy thì captain của bên phía team Navi đánh Serada cực kỳ. Serada là cái ông mà với tên là Serada. D2 thì anh không theo dõi nhiều, không nhớ. Và với anh kinh điển nhất chắc phải là Diva rồi. D2 thì là Navi và IG vô địch. IG thì em có nhớ một con hero hình như là Tai Hunter thì phải. Không. Cái con gì offlane ấy. Hồi đấy thì người Trung Quốc chơi offlane rất là kinh. Chơi bài gì nhỉ? IG. Nếu mà IG vô địch như là YYF thì vậy. Em không nhớ cái lab của IG đâu, nhưng mà em có nhớ là cái con offlane làm em rất là bất ngờ. Hình như là Tantor. Hoặc là Enigma, tức là một cái con mà nó có ultimate, cô vẫn tổng mạnh ấy.
không nhớ rõ là còn nào. Đi giờ vô địch chính là có dâu rồi. Ken thì họ là dâu, một người bị đánh giá rất là thấp. Vô địch anh em ạ. Cái ba thì rõ ràng kinh là điển rồi. Bắc Bắc của F4. Công nhận thì thật ra thì Bắc của F4 cũng làm anh gọi là nhớ sâu bằng cái con Alchemist của Kervos. Anh ta có một pha gọi là chấp ba lên cái divide xong rồi đấm cả ba người đúng không? Không, anh ta đứng trong trụ và đối phương thì dive vào và ném chết cả ba người. Kervos trốn ở trong trụ và ném một cái độc ra. Em nhớ cái pha rồi. T3 thì đúng là cái T mà tôi không bao giờ quên được. T4 thì thôi bỏ đi, tôi quên mất cái gì T đấy rồi. T4 thì mình rất là nhớ. Tiêu Bí vô địch 3-0 chán. Cái nhớ cái cảnh mà hai team VG với cả Tiêu Bí họ di chuyển cả 10 thành viên Abyss vào phút thứ 2. Thứ 2. Anh nhớ mà trận cuối 3-0 là chỉ là 14-15 phút là xong rồi. Siêu nhạt mà, có cái gì đâu. Kiểu hai ông tàu gặp nhau không? Đấy, chiến thuật thì giống nhau. Kiểu gì bọn tôi chẳng vô địch. Thì đấy, bọn tôi chứ làm gì làm. Thì tây đấy tôi nhớ, chiến thuật là giống nhau. Bên phía Newbie họ gần loại rồi. Tia 8 học trộm chiến thuật của VG. Và sau họ còn đánh hay hơn cả VG để mà vô địch. Đúng là Tia 8 chùm học mod. Tia 5 thì rõ ràng là con Tiki của... À, không, không phải là con Tiki. Storm và con Oseco. Thực ra nếu mà nói về Tia 5 ấy, thì chúng ta phải nhắc đến nhiều hero. Tại vì là cái pha mà Earthshaker Echo rồi là Zumail bay vào rồi là thêm một cái ultimate của Peter Benham bằng một con Agent Apparition thì nó là sự phối hợp của cả ba người nên là không thể nào mà nhắc một người anh em ạ. T26 Wing Gaming. Wing thì họ đánh nhiều chiến thuật của chúng ta không nhớ hết được một con, nhưng mà có lẽ SD Luna là bộ kinh nhất. Không, em lại thích con Void của Shadow. Void Shadow này kinh. Đúng rồi, T5 thì đúng là left back, đúng là phải phân bích. Và nếu mà anh em có xem lại thì cái anh chàng PVD, anh ta có bảo là bên phía Wing là chính xác bên phía CDS mid lane của họ không biết đánh con led này. Mà anh PVD này, cái anh đang cầm chen, anh chỉ sợ cái con máy bay trong tay của Aggressive Mode thôi. Đúng. Thế anh ta không bao giờ cho Aggressive Mode cả cái trận đấu 4 game đấy. Chỉ có EG có máy bay hoặc là họ không có phân bích thì họ sẽ ban đi. Nếu mà anh em nhớ thì đấy là cái thời điểm mà Aggressive Mode nổi lên ở bên Trung Quốc. Anh ta cực kỳ nổi với hai con hero. Thứ nhất là Ember với lối chơi kiếm tông. Thứ hai là Gyrocopter. Thời đấy thì chỉ đúng một kiểu vui anh em ạ. Hồi đấy chưa có gậy xanh. Hồi đấy là gầy phây, song kiếm chéo. Phây, Aquila, chống, song kiếm chéo và BKB. Người ta chỉ chọn hoặc là Ring Out hoặc là chống thôi. Cả hai thì tốn quá. Đúng. Thì em vẫn nhớ là ông nào chưa mới bay nó là cái đồ to đầu tiên là BKB luôn, đi đánh nhau đến chết. Dota thời T5 với cả T9 này cảm giác như là T5 nó đang hơi lạc hậu nên anh em nhớ lại những cái món đồ vui thì cũng hơi là nhà quê một chút. Hình như hồi đấy gậy xanh là anh lên là anh vẫn được bắn cái ulti combo nhưng mà không ai lên cả. Rõ ràng nhưng bây giờ thì có đánh nhau rồi trông kiểu ui Thunder dính quá nhiều sát thương. Anh ta vẫn chưa bị chết đâu, được chụp lại đến từ bên phía NT và bây giờ đến Thunder chạy được rồi. Có vẻ như là NIP vẫn là người thua cuộc trong cái pha team fight này khi mà xe tàu cũng phải lên bảng đếm số. Vâng, 0-2 dành cho Alliance. Họ chỉ cứu được DK thôi nhưng họ mất đi đó là gen của BUD và con xe tàu của Blizzy rồi. PL chưa đủ to anh em ạ. Nico Baby sau Fury anh ta sẽ lên cho mình đó là cái song kiếm. Sau phong kiếm thì Butterfly nhỉ, cần phải tăng cái độ đánh lên và cũng như phải có mid nữa để cho những cái bóng của BL không hơn được anh ta quá nhiều mana. Bây giờ thì ăn Busan với cái aura của Panther của ăn rất nhanh thôi. Khi mà đắc con ăn có rất nhiều đam nhưng bên phía của Leaf họ không muốn dừng lại. Tan cơ chạy vào đón một tình huống combo lên bên phía Kulka là sắp đang bị chân lại với lượng máu không có bao nhiêu cả. Cú Obi Slash này nó thông qua và gần như là đội hình của Leaf đang tan rã rồi. Nico Baby làm quá tốt với chỉ một pha Obi Slash mà thôi. Blizzy anh đã stun được hai người của đối phương không thể làm được gì cả. Nico chết rồi. Wow, Nico chết đổi mạng của xe tàu. Leaf đang tràn lên để cố gắng cướp lên con bóng của đa sắc và hiện tại thì có vẻ như Leaf đang là người có thế thượng phong ở trong màn thi bài này. Liên tục là phần bóng ra, liên tục là bơ gì cái lượng mana. Leaf vẫn thể chém một Tidebreaker mà
quay lại đi anh ơi, chém đi anh ơi. Đúng rồi, nhưng mà lượng sát thương nó thiếu một chút anh em ạ. Nếu không thì Milan đã phải lên bảng. Nhưng mà Milan cẩn thận, nếu mà chém được thêm một phát nữa thì không. Không chém được thêm đấy nữa. Nó đã có cái Incloud rồi. Anh ta chém có Grid nhưng lượng đam là không đủ. Combat vừa rồi thì Sibe hơi tấu hài một chút khi mà Kunka đang thả cái tàu combo vào người của DK thì một con SD đã úp cái con DK lại. Gần như cứ tưởng như là sẽ chiến thắng combat khi mà Draconac anh ta có cái ulti quá đẹp đúng không? Bên phía của team thì họ vẫn có thể thắng combat và họ đang ăn được con san này, ăn thành công rồi và sẽ là xử về đôi. Thêm cả một cái Stampede để cho cẩn thận luôn, nhưng mà con gà của BL đã chết và anh ta sẽ phải chờ đợi cái thời gian để lấy cho mình cái mana. Khi mà cái Recipe thì nó đã cầm trong con gà rồi. Cái pha teamfight đấy thì em cũng không để ý kỹ lắm. Tức là cái disruption ấy, tại vì một bên là Rubik nên là chúng ta cần phải để ý là khi mà tạo cái bóng ra nó là bóng đồng minh hay là bóng Rubik cướp à anh em? Hình như là Rubik cướp này. Mình không quên mất là có con Rubik nên mình không để ý, mình cứ nhìn thấy úp lại là mình cứ tưởng là SD bot. Đúng rồi, lúc ấy thì anh em mình chỉ cần check bóng, cứ thấy bóng mà, bóng bên Rubik thì là nhưng mà đang không để ý, anh cứ nghĩ là sorry anh em. Mình thì cũng gọi là cắt lâu lâu rồi nên là pha này đã mít, may quá của anh em trên kênh, anh em Quân Hoàng Minh có nhắc nhở, ok ghi nhận. Đó là Rubik, thế thì không thể là vừa lên SD được, chỉ có thể khen là Rubik đánh hay thôi. Đúng, anh ta làm chậm đi cái nhịp dồn đam vào đến cái bên phía nó là khác hẳn luôn đấy, chứ nếu không thì cái con DK để anh nghĩ là đi rồi. Và DK đi gần như là bên phía con Nip đã mất đi một người quá lâu, một người co tăng cơ ấy. Tăng cơ mà lúc đấy anh ta vẫn còn phong rồng, anh ta vẫn rất là khỏe. Juggernaut có cho mình xong tiếng chéo một cái bất tử Fury ở đây thì bắt lẻ được vào người của Hanzoken. Anh ta có Mecha, anh ta còn có là Lip, anh ta về thành công rồi. DK không TP, đây là cái Abbot TP mất nhiều thời gian lắm. Nico Baby may quá, TP đi thì anh ta không chạy được. Còn Nico Baby thì gần như là anh ta ăn cả đệ những người được, chấp nhận được. Không biết là trận đấu này Nico BB có lên cho mình đó là một cái gậy xanh không. Mình khá là thích con rắc ở phiên bản mới. BL thì không lên đâu, BL thì không gặp gặp đề thôi. Sẽ là Butterfly và sẽ là lên thẳng áo xuống lên, chỉ là chém thôi. Gậy xanh không cần thiết. Tại vì bây giờ mà chém cái Swift Slash của đối phương là quân bóng là cái mất luôn đúng không? Vâng, cảm ơn anh em Quân Hoàng Minh. Anh em gọi là ngồi bây giờ ngồi xem bọn mình thì cũng là rất là cảm ơn rồi. Bây giờ thì 4 rưỡi rồi đấy, không phải là sớm rửa gì nữa đâu. Bọn mình thì cát từ lúc 7 giờ tối anh em ạ, khá là mệt rồi. Còn anh em thông cảm, thông cảm mít mít một tí. Trận đấu này thì mình đánh giá đây là một trận đấu trong sạch, cả hai team đều thi đấu rất hay, chưa thấy cái tình huống gọi là lươn lẹo gì cả. Đấy, đây là thể thao chân chính anh em ạ. Vâng, 9 đều. Và bây giờ thì ốp, xong rồi. Aura quay trở lại, vừa vào thể thao chân chính mấy ông này bao game luôn. Có dấu hiệu rồi, thể thao chân phụ rồi. Vâng, bóng xe khoảng tầm 5 giây và chúng ta quay trở lại. Ai sẽ là diễn viên đây? Đọc lại. Em cán chắc chắn 100 là F4 lâu rồi không thi đấu gì. Đúng, cũng gọi là đang gọi là nghèo nghèo đúng không? Đúng, điều này là điều cần thiết anh em ạ. Esports mà không bán độ, không lấy esports không bán độ thì lấy tiền đâu ra mà phát triển đúng anh, không anh dự đoán là ai? Thật ra thì tin là thật ra thì vẫn phải là có những trận đấu chân chính. Anh nghĩ là cái bao vừa rồi chưa thể hiện được F4 xem đi nào. Không, chưa thấy gì, nói chung là chưa thấy dấu hiệu anh em ạ. Tôi thì vẫn tin đây là một trận đấu nó tự nhiên hơi đau ngực anh em. Đều. Và bây giờ có một người TV về đó là vị trí của anh chàng Kunka. Khu vực bot lên này chỉ có mình đi Nico Baby mà thôi. Đừng anh ơi, đừng. Một người mà mình rất là hâm mộ. Đấy. Ngầu lòi, đẹp trai. Tôi rất thích đánh đâu ta hay mà lại đi bán đội. Phong cách là chất trời người rơi. Mình thích hướng đến phong cách như vậy nhưng mà sao mà được. Đẹp trai là không có rồi thì tôi bỏ. Yếu tố quan trọng nhất. Vâng, bây giờ thì bên phía của team NIP đã có Trung Trung Hải mid lên rồi. Đẩy lên hàng round nào. Blizzy stun trượt, không sao cả.
Lâm Dương vớ vào, đó là vị trí của anh chàng ST. Xì bé tự chụp mình lại. Và bây giờ thì Nguyễn Sắc Tường dồn vào đến bên phía Hit mới là đủ cơ. Hai cả lên cuộc chênh lệch vào phút thứ 25 không phải là quá nhiều. Zakonat về lên game không bằng BL đâu, điều đó là chắc chắn. Bên phía Erlen thì đang lại là người bị ép. Và hình như là cái việc mà ối thích BL hơn có vẻ đúng rồi. Và đây sẽ là một trận đấu dài hơi đấy. Nếu mà để mà bút lên được 2 round ở bên phía Erlen thì vẫn là khó lắm. Tầm này thì là chưa đâu. Anh em ở trên kênh thì có nhắc là cái chuyên mục vừa rồi đâu đang nói dở. Thật sự với anh em tầm này thì tôi chỉ có nói thôi. Tôi không nhớ là tôi nói cái gì đâu. Tầm này... À! DI! À, đúng rồi anh em mình xong DI 6, DI 7. Là thôi đoạn này đang game đang căng anh em ạ. Ban đấy thì game nó cũng gọi là fan nhiều thì bọn mình chia sẻ đúng chút thôi. Bây giờ game đấu đang căng này mà nó lên đỉnh và đó là bắt được vào người của Cibe rồi. 11-9. Các thành viên của Deep đang cố gắng chạy trốn khi mà Alien nhận thấy là họ đã cắt người để về khu vực top lane cũng được đấy, coi như là một mạng space. Khi mà anh ta không ăn được trụ, anh ta bị deny nhưng thấy cũng được rồi. Khi mà các thành viên bên phía Disney phải lùi về và các thành viên bên phía Erland có thể tràn ra khu vực rừng để có thể farm thêm. Đây rồi, đây sẽ là một tình huống mà nó đẩy cao cái nhịp độ của trận đấu này lên. Khi mà chúng ta thấy có 4 thành viên của Deep đang smoke, Blizzy là người đi đầu. Anh ta sẽ đóng vai trò là người mở cô bác luôn. Nhưng mà trông kìa, Leap anh ta đi vừa khít cái đoạn mà có thể phá smoke về hết rồi NIP. Thật sự là đã về hết rồi. Vâng, và bây giờ thì không ai chạm mặt nhau cả. Nhưng mà Cibe, anh ta vừa lộ vị trí và phải TP về nhà ngay. Thôi, bây giờ có lẽ anh em mình sẽ tiếp tục có là kể chuyện đấy. Ok rồi, Yui và Nigma. Chẳng biết là không nói Liquid nữa. Liquid chứ. Thì thôi. Tổ chức ngôn là cả Liquid mà. Ok, Liquid và Yui. Em phải nói, 3-0, em phải 3-1. 3-0. Không phải fanboy nào khác, không nhớ kết quả. 3-0 à? Ừ, 3-0. Nghe nhạt thế. Ừ. Giống tia 4 à? Bỏ anh em ạ. DA8. DA8 là ai nhỉ? DA8 là ai ạ? Vâng, ui, chưa tan tôi. Đến từ bên của Polizzi. Đi Polizzi, anh vẫn đang xoay kiếm để có thể là di chuyển về nhà thôi. Nick có một pha mở teamfight hay. Họ lại không thể nào mà có thêm những cái mạng sau đó được. Họ nhìn thấy ai đó, họ nhìn thấy SD thì phải. Họ đang cố gắng tìm cái con support số 5 này. Nhưng mà SD thì anh ta đã stay the chi rồi. Ok. Và anh ta vẫn Mila không từ bỏ nha. Ôi Mila đây, đây rồi. Đây rồi. Chạy đâu con trâu. Blizzy đã nhìn thấy được vị trí của Cibe. Và giờ sẽ là một cú stun thôi. Làm gì Mila sẽ không thể nào mà làm gì được. 13-9. Anh em ạ, T4 là 3-1, T7 là 3-0, 4-3-1 à? VG thắng được game đầu à? Ừ, hình như thế, cái VG thắng được game đầu thì có thắng được game. Nhưng mà em, tại sao em lại nhớ là T7 là 3-1 nhỉ? Mỗi T7 3-0 là đúng rồi. Đúng là tôi gọi là fan của Liquid, nên tôi nhớ ngay. 3-0 mà, nó là đơn giản. Trận chung kết nhánh thua còn khó hơn. Giải đấy là 2 tàu, 1 Âu. Thì Âu đấm vỡ mồm hai ông tàu để vô địch. 13-9. Game đấu vẫn đang khá chậm. Deep tản nhau ra thôi. Một cái bất tàu fly và sau đó là Linh Ken. Ơ nhưng mà trong trận chung kết thì Miracle chơi những con gì? Đúng là Miracle thì thật ra thì anh ta chơi được quá nhiều hero thì anh không nhớ nổi nữa rồi. Nhưng mà trận đấy là anh ta chơi cái rô chính ấy. Để nói thật nè, trận đấy anh dạy anh thấy khoảng 3-0 luôn. Bởi hôm đấy là tôi đi xem ở Buster Tom anh em ạ. Thì xem hết cái trận chung kết đánh thua thì tôi gào khản ở cổ rồi. Đấy là một ngày buồn cho người bạn thân rể của tôi. Thế là tôi cũng buồn theo, nên là tôi đi về luôn. Một cái buồn cho Lân Dê. Thế mà tôi... kêu là ngồi xem. Trời ơi. Khó xem gọi là chung kết nhánh thua. Nhưng mà bạn anh buồn quá thì thôi anh phải đánh đưa bạn anh về. Quay trở lại trận đấu này xem nào. DK bị phát hiện, DK đã được gửi đi rồi. Chính xác là được kéo đi đến từ Chen. Sao đây? Nhịp họ vẫn ép rất là mạnh. Zakonat, Hero không phải là quá mạnh ở giai đoạn late game.
13-9. Chậm quá anh em ạ. Game đấu từ từ. Anh Tám thì chắc là mình khỏi phải nhắc, ai cũng biết Ách trong này xem một cái con hero mà nó tạo nên thương hiệu. Em, mọi người cứ quen gọi là sếp nhá, nhưng mà em toàn gọi là fucking man. Đấy là tên cũ của anh ta thôi. Em toàn gọi là fucking man. Tên đấy thì hơi cưng để mà lên gọi là tuyết tiền thì vẫn gọi hứa hơn lên chích. Sai đâu. Nào là sắp ăn chặt lên. Bãi tan nhắm sắp vào vị trí của CB. Đội xong rồi. S-Form không còn bao nhiêu máu cả. Còn được ngồi lại đến CBG. Nhưng mà có vẻ như vẫn là cực đội. Bây giờ là S-Form đến bạc. Còn Ubi, đó là Ubi Slash. Nhưng mà xung quanh đây có quá nhiều unit. Làm sao đây, Nico quyết định cái ulti thẳng ngược với La Sắc. Nhưng La Sắc nhặt được một cái UDP. Đèn. Anh ta lùi về được thành công. Giờ thì Nico khó rồi, không có ulti nữa. Nhưng mà trong khi đó thì CB và Vecta. Nào, sao đây gặp Lin đang cố gắng lùi lại. Anh ta không có chú mình như thuyền. Nhưng mà coi chú mình tốt hơn. Cố gắng tắt nào anh ơi. Làm ra và đánh chút. Ui, Tanner, anh ta burling ra khỏi cái tốt hơn đó anh em ạ. Và bây giờ thì Nico cũng phải nằm xuống. 7k network chain dành cho bên phía của Ninja Infaizama và CB sẽ chết bàn thứ hai thôi. Phải nói là đen anh em ạ. Nếu mà không có cái invi đó thì mình nghĩ là lượng đam nó sẽ đủ. Nhưng mà khá là đáng tiếc một cái invi thôi. Làm cho bên phía của Erlen nó vượt. Không nghe tôi bảo rồi, phải là left right của trận đấu này. Chứ không phải là con Jack con up. Jack con up mà đánh nhau left game với VL. Điên à? Không thể. Đó là một điều không thể anh em ạ. Em thấy rất là hiếm con có thể chơi được VL về late game. VL thì có lẽ là Medusa với Divine. Em game sớm. Không kể ở late thì vẫn chơi được. Bởi vì bắn chết bóng rất nhanh luôn, đúng không? Em bơ cũng được. Em bơ theo cái đường gọi là kiếm tông cơ. Đúng. Bây giờ chỉ có một em đi về nhà. Người ta dùng tên sao cả. Mà bách ra luôn ạ. Cục dã man. Cũng đúng thôi. Khi mà Krosan nó vẫn còn sống. Và đây có thể là pha team fight cuối cùng. Nếu mà bên phía của team Alliance thua, họ sẽ côn gì gì luôn. Khi mà không lý do gì để đánh tiếp cả. Nào, làm tôi gần ra nhưng không với ngài. Hay chính xác hơn là Milan cướp được cái tô đơn. Mấy cái tắt vào người của Lim. Lim giữ chân quá lâu và Peter khi mà bật được Black King 3 lên. Anh ta đã không có bao nhiêu máu cả. Bạn đầu quá trâu trò, Nico Baby anh ta lui về được. Với cái Moonlight ra đầu, Dan đầu không thể với được ai cả. Lần này vậy là NIP là người thất thế. S4 anh ta đánh tốt, anh ta roll được vào con VL thật. Và cái lượng đam đến từ Jack Conrad là đủ. Nhưng mà VL anh ta bài mách luôn, anh ta muốn ăn con Ursan này. Wow. Con Ursan này bây giờ ơ lại ăn được thì là nịp thua này. Bởi VL hết bài mách rồi. Tốc độ ăn của họ chậm quá, nhìn xem có một con chim ở đây. Nhìn thấy tất cả. Nhưng mà Erlen thì họ lại không. Nó không hề có đi di chuyển vào cái hang Ursan này. Nhịp ăn Ursan rồi. Và Aegis thì chắc chắn phải cho BL cầm thôi. Thì anh ta vừa mới bay back ra. Vâng, và cái điều hòa của công ty chúng ta thì lại tắt rồi em ạ. Em biết mà, em có nghe tiếng vì giờ tính phòng này hơi có tiếng gió anh em ạ. Đó là đến từ vì tiếng gió qua tiếng ngoài. Nhìn là im lặng, mình biết ngay. Hanzo lên một cái gậy xanh. Anh ta sẽ liên tục đi để lên. Nhìn thấy DK vừa blink kìa. Mà không, các thành viên bên phía team Erlen nó lùi về rồi. BL thì sao? Cầm cả hồ sinh cả chi trong bản thân. Black Tass cũng đang hướng đến cho mình một cái butterfly rồi. Ok, trận đấu nó sẽ bị dài ra đấy. Khi mà BL hết bài bắt có Aegis mà họ muốn chơi không nhỉ? Vẫn em sẽ là nghĩ là được. Cái lượng sát thương đến dọc hiện tại Slack và người BL thật bại tại vì BL né được. Đúng. Nếu mà BL mà không có Dog với Danger, không có Manta thì anh ta sẽ là đi. Nhưng mà anh ta lại là một con BL gần như Naruto đấy anh em. Phân bóng liên tục, không biết con nào là con thật, con nào là con giả. Em rất là thích nếu mà Jack sẽ đóng ngay một cho mình một cái MKB chẳng hạn để bổ sung thêm một chút lượng sản phẩm phép. Em đi bây giờ thì được bao nhiêu? 80 đam à? Khó lắm, nói chung là anh nghĩ là
cần phải là cung ca đi. Cung ca có cho mình MKI. U, tì vai luôn. Thế thì đấy là lý do tại sao anh thích cái ông gọi là Sukumi này. U, cả ngoài đời là trong game luôn. 19-1. Đây là MKI chứ em ạ, vẫn là cẩn thận thôi. Trừ cái hãng solo lết của Baylor nó cũng không có gì cả. Có một alert chắc chắn là Dracona anh ta không dám nhảy ulti vào rồi. Và Crack này sẽ thuộc về các thành viên bên phía của team mình. Họ lùi về thôi. Khi mà cái form rồng này đã sắp hết rồi nên là lùi về và chờ đợi Dega cooldown ulti xong đẩy lên sẽ lại hơn. Về thôi, về thôi. Đã sắp về đấy anh ơi, để bình tĩnh đi. Muốn nhanh, muốn nhanh thì phải chậm. Muốn nhanh và từ từ. Muộn quá thì game giống này nó sẽ dài ra. Và cái giấc ngủ của anh em mình thì thôi, quên đi. 19-11. Giờ thì Beam họ sẽ chờ đợi để cho cái form rồng Thunder hồi xong đã. Đánh luôn bây giờ là không hay. Em thực sự nghĩ là như vậy. Họ đang muốn làm đây là gọi là yếu tố bất ngờ. Bởi vì họ nghĩ rằng là Erlen họ cũng biết là DK hết form thì sẽ không nào đánh được đâu. Họ làm được luôn. Mà Erlen thì cũng gọi là cẩn thận lắm, chỉ chơi được 2 round thôi. Xong. Thì hiện tại có vẻ như Baylor này đang ở trong hero xanh nhất bản đồ. Nhưng anh ta vẫn chưa dám lên high ground. Rubik gậy xanh, ok, anh ta cướp được rất nhiều skill đấy. Cướp được ô, cướp được tàu, cướp được rút lại, cướp được cái gì SD cũng là hay đấy. Xem là cái độ nhanh tay, nhanh mắt của cái con Rubik trong tay mình làm thế nào đây. Baylor đẩy bóng vào bờ mà, nó to luôn. Mana không phải quá lớn thì xem anh đang hơn đi nửa rồi. Nhìn cái rất chậm, bây giờ thì Thunder đã hồn xong cái form rồng rồi. Bài cũ lặp lại ạ, giống như là tốt. Lại là một con DK bắn vào rác này. Anh ta sẽ là người đứng lên hàng gao. Sau đó thì đa sắc hồn xong rồi. Giờ thì đi một nhìn đứng lên. Chỉ là những pha là điểm giúp dám làm gì đấy, chỉ là bê trụ thôi anh em ạ. Sau đó thì chạy Nico, anh nghĩ là rỉa cũng kinh đấy, quả trưởng một chút rồi. Còn có bây giờ thì có cái tàu đơn cũng như là một cái tàu dính hai thành viên đến từ bên phía Kuka. Ôi nhưng Nico bị tụt máu khá nhanh. Giờ thì anh ta về đường với một con Blacklink 3 làm con ứng giáp cân để sử dụng ngay. Đà sắc sẽ là mục tiêu chẳng. Đà sắc còn từ đó có nó kia này nhé. Anh ta vẫn còn sống anh em ạ. Và bây giờ thì Miranda là mục tiêu êm vào. Ngay lập tức về phía ở đây mất cho mình một thành viên. Chào đời chẳng phải bắt ra rồi và tan thơ. Kể cả không quá cú cáp đâu. Thế là một vĩnh cho mình một vài lúc nát. Thế là một vĩnh cho mình vẫn còn rách. Nếu ở team nhìn thì họ đang muốn lùi về. Chưa muốn tràn vào. Rubik bị tăng lâu quá và đi gầy. Thì đang là người tanker danh không biết tương team NIP Mega thôi. Anh ta sắp có những cơ hội để chỉ mình bị tắt rồi. Và bây giờ chỉ cần xoay kiếm tôi làm cũng đủ. Để bỏ luôn, đạt được mục đích rồi. Đấy Mega Grip. Và con DK này thì có vài bách, họ không việc gì phải muộn cả. Bây giờ mà bây giờ Erlen của họ có Odin thì DK anh ta cũng chưa chắc phải bài bách ra đâu. Đối các thành viên bên phía team anh ta vẫn có thể hầu được. Cần thiết thì anh ta sẽ bay back thôi. Phải Odin thôi. 20-12. Không Odin nữa. Thua vậy. Khi mà Dracunas lên bảng 120 giây, anh ta 30 giây nữa anh ta có bay back rồi. Ok, thế thì vẫn có thể hầu được 30 giây. 30 giây Erlen sẽ hầu được. Và Dracunas sẽ bay back ra để mà chơi tiếp. Nhưng mà thật sự trận đấu này là chiến thắng của Erlen nghĩ là bằng không rồi. Bằng không luôn đi. Lật được thì mai tôi bỏ cát. Anh ấy. Thôi.
Thì anh muốn thế mà cho lật đi mai nghỉ luôn chứ ngày kia mà mệt chết ta lật đi ra đấy để mình thực hiện lời hứa thế anh có cái lời hứa trước đó sao cái lời hứa bú cu sao anh đã bảo không bạn nào lên gọi là mai kinh cả đâu đâu hỏi lỗi tại anh cái quan trọng ấy em nhớ một cái đấy là anh có lời bú cu kinh 1.000 người thì bây giờ thì phải 1.000 người lên Viking 4 đúng không? Anh phải bảo là Busku, Busku nghe nó cũng quá Busku nghe kiểu tiếng Anh á, trời đụ. Vâng, thực sự thì bọn mình gọi là buồn ngủ lắm rồi đấy. Nhưng mà game đấu thì vẫn chưa kết thúc. Ngày mai đúng chính xác hơn là hôm nay đúng không? Nay rồi. 5 giờ sáng đến nơi rồi em ạ, còn mai cái gì nữa? Anh thử check cho em cái lịch hôm nay xem nào. Được chưa? À, hôm nay vẫn bỏ trận đầu nhá. Hôm nay thì cắt 3 trận sau anh em ạ. Nigma CL siêu kinh điển. Sẽ là một trận 2-0 cho Việt Nam. Sau nào bây giờ thì chúng ta cùng tập trung cái phần cuối cùng của game đấu này vì tiếng NFT đang có lợi thế mọi người khi mọi lần không cứu thông tin mà thôi tôi sẽ làm gì đây có ôm bị flash nhưng mà để chém ở DKU là không được F4 đang giữ chân lại quá lâu đến từ cái stun của xe tàu và con dầu này nó tiếp tục nhổ theo F4 đã chết rồi chém đầu bị sát nhưng vẫn chả đâm đam gì cả và còn gì gì vào phút thứ 42 của game đấu xin chúc mừng ngày này vì xứng đáng họ đã phải tranh đấu và vượt qua 3 game đấu nữa.